dưới bầu trời rực rỡ ánh nắng. Mai và búp bê đang miệt mài đánh giày cho một vị khách trên vỉa hè. Mồ hôi lấm tấm trên trán của Mike, nhưng cậu ấy vẫn cần mẫn lau chùi đôi giày cho khách và nụ cười luôn nở trên môi. Ngược lại, búp bê ngồi bên cạnh với vẻ mặt chán nản, không hề có một chút hứng thú nào. Hả? Em mệt hả? Nè, búp bê, em uống nước đi. Cảm ơn nha. Dây chuyền kim cương phiên bản giới hạn đây. Tiếng quảng cáo vang dội như đánh thức búp bê khỏi cơn buồn ngủ. Sự chán nản tan biến hoàn toàn. Búp bê vứt bỏ tất cả, vội vã chạy vào cửa hàng, bỏ mặc Mai và vị khách đang ngồi ngỡ ngàng nhìn theo. Cô bé háo hức lao vào, muốn chạm sợi dây chuyền lấp lánh ngay trước mắt. Chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa thôi, búp bê sẽ được chạm vào sợi dây chuyền mà mình mong muốn. Nhưng đời không như là mơ, búp bê đã bị bàn tay của cô chủ chặn lại. Mày đang làm gì với trang sức quý giá của tao vậy hả? Mai đang lau giày, giật mình bởi tiếng la hét của búp bê. Cậu ấy bỏ tất cả chạy vào cửa hàng. Hả? Búp bê! Ôi, tiền nè! Búp bê, em sao vậy? Cái bà kia, bà làm gì em tôi vậy? Cái thứ nghèo nàn như bọn mày, cút ra khỏi tiệm cho tao! Búp bê, đi! Nhưng mà... Đi! Bỏ em ra! Ủa, anh Mai, anh mua cho em cái sợi dây chuyền đó đây, em thích quá à! Sợi dây chuyền búp bê mơ ước có giá trị đắt đỏ. Mày lục tung hai túi quần, chỉ tìm thấy vài đồng lẻ, không đủ để mua món đồ xa xỉ ấy. Nhưng mà anh không có đủ tiền. Anh Mai! Hả? Anh Mai, sao anh nghèo quá vậy? Em chán ghét cuộc sống này lắm rồi. Búp bê! Búp bê! Nói xong, búp bê bỏ chạy, để lại Mai đứng lặng giữa con đường, cõi lòng nặng trĩu. Búp bê cảm thấy tức tối, dùng dằn bỏ đi. Cô bé không thể nào chấp nhận cuộc sống nghèo nàn như vậy mãi mãi. Và cũng chính quyết định này của búp bê sẽ đẩy cô bé vào tình thế nguy hiểm. Bởi vì Ben và Bella đã đứng quan sát mọi chuyện, dõi theo từng bước chân của búp bê. Bởi vì bọn chúng là hai tên tội phạm đang bị truy nã vô cùng nguy hiểm. Bọn chúng đã lên sẵn một âm mưu, chuẩn bị cho màn diễn sắp tới. Ben khoác lên mình bộ vest lịch lãm, đeo dây chuyền và đồng hồ vàng lấp lánh. Còn Bella đội một chiếc mũ rộng vành che khuất đi khuôn mặt, tô điểm thêm phụ kiện trang sức đắt tiền. Họ nhìn nhau hài lòng, sẵn sàng cho kế hoạch lừa gạt búp bê. Và cứ như vậy, bọn chúng tìm cách tiếp cận búp bê. Trời ơi! Tiêu rồi! Trời gái ơi, con có sao không? Mẹ ơi! Trời ơi, con xin lỗi nha! Chú làm cho con nha! Ôi! Có sao không con? Cô chú vô ý quá trời! Xin lỗi con nha! Quần áo ướt trơn rồi! Cô chú dẫn con đi mua áo mới nha! Búp bê còn đang ngỡ ngàng vì sự cố bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị Ben và Bella kéo vào cửa hàng trang sức. Búp bê mắt chữ A, mồm chữ O ngạc nhiên và thích thú trước sự sang trọng và lộng lẫy nơi đây. Búp bê, để cô chú mua cho con áo mới nha. Dạ. Búp bê, thử này đi con. Dạ. Cánh cửa phòng thay đồ hé mở, búp bê bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới. Một chiếc đầm mới tinh tế không tì vết, hoàn toàn khác biệt so với chiếc đầm cũ rách nát của búp bê. Trời ơi, đẹp quá, bé trời quá luôn trời nè mà. Con gái, nhà con ở đâu? Để cô chú đưa con về nha. Dạ, con không có nhà. Hả? Búp bê, con có muốn làm con gái của cô chú không? Nghe lời đề nghị bất ngờ, ánh mắt búp bê rực sáng niềm vui.
Cô bé tưởng tượng ra một cuộc sống đầy đủ, sung túc, được sống trong nhung lụa, được ba mẹ cạnh bên, yêu thương và che chở. Qua đây lựa trang sức tiếp nè. Rồi, thích nào lựa đi. No. Em. Hả? Em chào ông chủ. Chào ông chủ. Có tin gì mới chưa? Tụi em có hàng mới nè ông chủ ơi. Nó dài, sâu hàng đi. Đó. Mang nó về đây cho tao. Ô, trời. Dạ, em biết rồi ông chủ. Gái ơi, mình về nhà thôi con. Đi thôi. Yes. Búp bê, cô bé mồ côi tội nghiệp giờ đây đã trở thành con nuôi của Ben và Bella. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng và giả dối ấy ẩn chứa một âm mưu đen tối mà búp bê không hề hay biết. Búp bê, em ở đây hả? Anh kiếm em từ sáng tới giờ luôn á. Bây giờ tôi đã là con nhà giàu rồi, đừng có tìm tôi nữa. Búp bê. Ủa, đây là bạn của con hả? Dạ không, con đâu biết nó đâu. Búp bê. Đừng có tìm búp bê nữa, biết chưa? Mày hoảng loạn muốn chạy theo búp bê nhưng đã bị Ben chặn lại. Mày tức tối không thể làm gì được. Và nỗi hoảng loạn tột độ bao trùm lấy Mai khi cậu ấy phát hiện ra tờ truy nã Ben và Bella ngay trước mặt. Búp bê gặp nguy hiểm rồi. Không chần chừ, Mai vội vã chạy theo chiếc xe, quyết tâm cứu búp bê khỏi nguy hiểm tiềm ẩn. Tới nhà rồi con gái ơi. Đây là nhà của mình á hả ba mẹ? Đúng vậy. Đi thôi. Ben và Bella kéo búp bê vào bên trong, nhưng không phải để tham gia bất kỳ cuộc vui nào. Dạ, em chào ông chủ. Dạ, em chào ông chủ. Em mang nó tới nè. Mẹ, chuyện gì vậy? Đồ ngu ngốc. Là mày sắp bị tụi tao bán rồi đó, hiểu chưa? Búp bê chỉ cảm thấy một sự lạnh lùng từ hai người mà cô gọi là ba mẹ. Cứu tôi với! Ở bên ngoài, Mai cũng đang vừa chạy vừa tìm kiếm búp bê. Cứu tôi với! Thả tôi ra! Búp bê! Đột nhiên, cậu ấy nghe thấy tiếng hét của búp bê, lập tức chạy vào bên trong giải cứu cho em gái mình. Dạ bất ngờ quá, chưa quen luôn á em. Búp bê. Hả? Anh Mai, cứu em với. Hả? Thả búp bê ra. Ben và Mai cũng bắt đầu một cuộc đấu tranh căng thẳng. Mày tới tôn chuyện với tao. Oh?
đầy hỗn loạn ấy, Mike đầy khôn ngoan và nhanh nhẹn, sử dụng cả chiếc hộp đánh giày và kỹ năng riêng của mình để đánh bại Ben. Mày dứt nó đi. Lẹ lên, nó tới chỗ tao bây giờ. Bella không muốn chịu thua, cũng tham gia vào cuộc chiến, nhưng cuối cùng cũng bị Mai đánh bại và ngất xỉu. Em có sao không? Dạ em không sao. Anh Mike, cảm ơn anh đã cứu em nha. Em xin lỗi vì đối xử không tốt với anh. Không sao đâu, em an toàn là tốt rồi. Thôi bây giờ mình đi kiếm lúa tiếp nha. Câu chuyện như một lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của những bài học đạo đức, giúp chúng ta biết cách sống tốt hơn và tránh mắc phải những sai lầm. Cứng quá à. Búp bê là một cô bé nghèo, luôn chán ghét và mong muốn thay đổi cuộc sống. Búp bê thường xuyên so sánh gia đình của mình với hình ảnh hạnh phúc, giàu có và duyên dáng của Barbie và Ken trên truyền hình. Cô ước ao ba mẹ mình có thể trở nên như vậy. Ước gì ba mẹ mình là Bobby và Ken thì tốt biết mấy. Bị hấp dẫn vào thế giới ảo của Barbie và Ken. Mẹ Emma và ba Jim cũng hóa thân vào nhân vật trong thế giới này. Ba, mẹ. Búp bê, tại sao con có thể đi đứng như vậy được? Mẹ sẽ biến con thành một búp bê Barbie thật là xinh đẹp. Hả? Xinh đẹp á? Và cả búp bê cũng được biến đổi để trở thành một bản sao của Barbie. Búp bê cảm thấy hạnh phúc khi được trang điểm, làm đẹp và được hòa mình vào cuộc sống của thế giới Barbie. Tuy nhiên, cuộc
sống mới của búp bê không phải lúc nào cũng như mơ ước mà cô đã tưởng tượng. Để duy trì vẻ đẹp, cô phải trải qua những buổi tập luyện rất khổ sở. Mỗi ngày, búp bê phải đối mặt với áp lực và căng thẳng để duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mắt mọi người. Tôi xin lỗi. Không 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 không. Con hiểu chưa? Dạ rồi ba. Búp bê. Dạ. Hôm nay là sinh nhật của con. Ba mẹ sẽ tổ chức cho con một sinh nhật thật lớn nha. Sống trong thế giới này, búp bê vừa được làm đẹp, vừa được ba mẹ dẫn đi nhà hàng tổ chức sinh nhật. Búp bê cảm thấy vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nhưng có một vài vị khách không mời mà đến. Nào, mời tất cả mọi người nhập tiệc thôi. Cả nhà đang say sưa ăn uống mà không hề biết rằng có hai người lạ mặt đang lăm le bắt cóc búp bê. Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba nghe. Búp bê là ai? Nếu như các ngươi thần tâm muốn biết thì chúng ta cũng sẵn sàng trả lời. Ta là Eric, vua trộm ẩn mình. Đây là Eric. Còn ta, chiến thần bắt cóc. Dante. Đồng bọn của Eric, Dante. Ha ha ha!
mẹ của búp bê tuy là rất lo lắng, nhưng họ lại quá nhút nhát nên không thể nào bảo vệ cho búp bê được. Búp bê, con bị sao vậy? Con không sao hết á. Gia đình mình bình thường là con vui rồi. Con yêu ba mẹ nhất rồi. Ăn miếng nè. Thôi không ăn rồi. Con không ăn cũng mệt à. Tuy búp bê là một cô bé nghèo phải đi nhặt ve chai để kiếm sống, nhưng lại có năng khiếu trong việc nhảy múa và khiêu vũ. Loa 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 loa. Loa 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 loa, xin mọi người chú ý. Quan gia đang tổ chức một cuộc thi tìm kiếm người xinh đẹp nhất và tài năng nhất sẽ được khiêu vũ cùng hoàng tử. Dù nghèo khổ dù xấu xí như cậu mà cũng đòi khiêu vũ cùng hoàng tử hả? Cậu thật là quá đáng. Tớ sẽ nhảy cùng hoàng tử cho cậu coi. Một lời khuyên nho nhỏ, đừng có tự làm xấu mặt mình nữa. Để chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi, Suzy không ngại chi một số tiền lớn đầu tư cho trang điểm và phục trang. Wow. Không có nhiều tiền, nhưng cậu ấy lại vô cùng sáng tạo. Yeah!
ơi. Ê bà, cô bé rất đẹp còn tài năng nữa. Tôi cái là hoàng tử sẽ thích cô bé này. Nhìn kìa. Hôm nay em đẹp lắm. Dạ, cảm ơn mọi người. Tiếp theo xin mời tiểu thư búp bê. Wow.
Hay, hay lắm. Nàng là người xinh đẹp nhất. Chiến thắng bằng chính thực lực của mình luôn là chiến thắng ngọt ngào nhất. Xin chúc mừng búp bê. Suzy, học sinh giàu. Cậu đẹp quá à, cho mình chụp hình chung với cậu nha. Còn đây là búp bê, học sinh nghèo. Suzy giàu có nên luôn được bạn bè vây quanh, xô nịnh và tán thưởng. Còn búp bê nghèo khó nên luôn bị bạn bè coi thường và cười cợt. Đúng là đồ nghèo. Các em trật tự. Tối nay chúng ta sẽ có bữa tiệc hóa trang Barbie World. Hẹn gặp lại các em tối nay nha. Bye bye. Khi nào, mọi lúc, mọi nơi, Suzy và đám bạn luôn khinh thường dè biểu búp bê nhà nghèo. Khi nghe búp bê muốn trở thành Barbie Girl, đám bạn của Suzy đã không ngần ngại cười cợt và ăn hiếp búp bê. Đã cái nơi rồi đó. Dù bị khinh thường nhưng búp bê nghèo vẫn quyết tâm không chịu từ bỏ. Còn Suzy thể hiện sự giàu có của mình đã mời các chuyên gia trang điểm để chuẩn bị cho buổi tiệc. Không có nhiều điều kiện nên đã dùng những cách sáng tạo riêng của mình để hóa trang thành Barbie. Quá trời hợp luôn. Tìm thấy nó rồi. Tôi chọn cái này. Ok. Đẹp quá. Trong
khi Suzy có người lo tất tần tật tất cả mọi thứ thì búp bê tự lo cho mình. Nhưng mà nhìn chung thì cũng khá là ổn đúng không nào? Để dự tiệc thôi. Đẹp quá hả? Tại bữa tiệc, búp bê xuất hiện xinh đẹp khiến cho Suzy tức giận tìm cách để phá hoại. Các em trật tự nào. Chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc Barbie World. Búp bê không bỏ cuộc, quyết tâm sửa lại trang phục để trông nổi bật hơn. Phải sửa nó lại. Với đôi mắt thẩm mỹ và óc sáng tạo của mình, búp bê đã thiết kế ra một bộ trang phục vô cùng ấn tượng. Của chúng ta đêm nay sẽ là xíu là gây lộn là sao hả?
Sao các con không nghĩ tới việc là tự tạo ra phòng cho mình đi? Đó thực sự là một gợi ý rất hay từ mẹ em ạ. Và cuộc đối đầu của bốn bạn nhỏ cũng chính thức bắt đầu. Bắt đầu thôi. Sara với tình yêu màu hồng đã chọn mùa xuân và bắt đầu trang trí phòng của mình với những bông hoa tươi tắn. Còn Mike, với sự đam mê màu xanh lá, đã tận dụng tất cả những sắc màu xanh để tạo nên một không gian mát mẻ như mùa hạ. Henry, người yêu thích màu vàng, đã biến phòng của mình thành một khu rừng lá vàng rực rỡ. Quá trời đẹp luôn. Cuối cùng là búp bê với màu trắng xanh dương đã tạo ra một không gian trắng tinh khôi như mùa đông tuyết phủ. Đây sáng tạo và hào hứng, cả bốn bạn đều tự hào với công trình của mình tạo ra và không ai chịu khuất phục trước người khác. Mỗi mùa đều có nét đẹp riêng. Sao mà tụi con không kết hợp lại với nhau đi? Hay là tụi mình thử kết hợp với nhau đi. Chúc mừng. Ok. Cuối cùng thì các bạn đã đoàn kết lại và cùng nhau xây lại phòng. Bye bye nha. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Phòng của tụi mình đẹp quá à. Giỏi quá tụi con. Mỗi người đều có nét đẹp riêng. Đừng có cãi nhau nữa nha. Dạ. Dạ. Chúng ta là
2, 3, lên. Trên sân bóng rổ đang diễn ra một trận đấu vô cùng hấp dẫn với ngôi sao nổi tiếng của trường Bona. Jordan đang thi đấu áp đảo và ghi bàn liên tục. Tôi là Jordan. Búp bê, học sinh nghèo. Jordan ơi, mê quá à. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký trưởng hoạt động viên bóng rổ với siêu sao bóng rổ Jordan. Búp bê là một fan hâm mộ ruột của Jordan, luôn tập trung theo dõi tất cả các trận đấu của cậu ấy. Chúc mừng búp bê nha. Được rồi, đi thôi. Suzy, học sinh giàu. Trả điện thoại cho mình đi. Trả cái này hả? Nè, trả nè. Nạn như mày á mà cũng đòi làm cổ động viên của Jordan đó hả? Suzy, một cô gái nhà giàu, cũng là một fan hâm mộ ruột của Jordan, đã tỏ ra vô cùng khinh thường búp bê. Cả búp bê và Suzy đều quyết tâm tham gia để trở thành người cổ vũ cho Jordan. Búp bê và Suzy trở về nhà với những kế hoạch tập luyện khác nhau. Suzy, với sự hỗ trợ của gia đình, có thể tham gia các lớp học chuyên nghiệp và mua sắm trang phục đắt tiền. Ngược lại, phải tự mình tập luyện với những dụng cụ đơn giản và trang phục tự chế. Hey!
cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì ngày thi tuyển cũng đã đến. Và Jordan, thân tượng của họ, chính là ban giám khảo của cuộc thi. Hey, để coi mày làm được gì. Xin mời thí sinh Suzy. Sự chú ý của mọi người. Chúc mừng Suzy, mày làm đẹp. Chính mày làm điểm đó nhờ. Tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, búp bê lại gây ấn tượng với phần thi đầy sáng tạo và thể hiện được tinh thần nhiệt huyết. Trở thành hoạt náo viên cho Jordan. Đây chính là chỗ hoạt náo viên của tôi đó. Má, hay là mình tổ chức sinh nhật cho mẹ đây. Ồ, được á. Có cái căn phòng màu xanh nữa là nhất nách luôn. Không, màu hồng mới đẹp. Xanh đẹp hơn cái nói gì vậy? Màu xanh mãi đẹp. Màu xanh. Màu xanh. Màu hồng mà, mãi hoài ơi, sợ lâu quá vậy. Đừng có làm màu lắm mẹ nhá, màu hồng. Màu hồng đẹp. Dạ thì tự làm, coi phòng quá đẹp hơn.
giữa búp bê và Mai. Hôm nay là sinh nhật của mẹ em ha. Búp bê và Mai muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Tuy nhiên, từ những giây phút đầu tiên, sự tranh cãi giữa búp bê và Mai đã bắt đầu nảy sinh. Búp bê thích màu hồng và cô bé muốn trang trí bữa tiệc với tất cả mọi thứ xung quanh gam màu ấm áp này. Ngược lại, Mai lại cuồng màu xanh. Anh ấy ước ao có một bữa tiệc mát mẻ và tươi mới. Quá. Không kéo dài được bao lâu khi cả hai đã bắt đầu chơi xỏ nhau. Hmm.
Sáng hay sao? Khi nào mới xong? Anh ơi, ai là tụi mình làm chung đi? Ủa, chốt đó. Tụi con sẽ làm chung. Thôi, ba cũng quẩn. Để ba phụ cho ha. Sự đồng thuận giữa họ đã làm thay đổi không khí ngay lập tức. Búp bê và Mai bắt tay vào làm việc cùng nhau, kết hợp những ý tưởng tinh tế của mỗi người để tạo ra một bàn tiệc thật ấm cúng. Ơi, thấy cưng kia nè. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Bánh kem đẹp quá. Mẹ mẹ, con làm á. Dạ con. Tụi con cùng làm. Mẹ cảm ơn hai đứa nha. Chúc mừng sinh nhật Emma. Chắc chắn là bữa tiệc không xanh sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho cả gia đình họ. Ngậm ở trường thường xuyên trêu chọc các thầy cô bằng những trò đùa hài hước. Oh!
đi gai quá vậy? Đồ già mà. Búp bê. Búp bê, tôi chiều em rất em hư có đúng không? Đừng cho em. Thành thân tôi bị các thầy cô giáo khác la mắng và trách phạt. Búp bê đã cầu cứu với một người bạn. Của búp bê là dùng cơ hội này để trả thù và thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Cảm ơn Ali nha. Không có gì, mình đi trước nha. Bye bye. Cô giáo, búp bê tỏ ra hết sức hứng khởi và tự tin khi đứng trước các học sinh của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra như búp bê đã tưởng. Cả lớp im lặng cho con. Học sinh này không hề ngoan ngoãn như búp bê mong đợi. Thay vì nghe giảng, họ lại trở nên tinh nghịch, quậy phá lớp học và quan trọng hơn hết là dâm đục búp bê. Làm giáo viên cũng đầy những thách thức và không hề dễ dàng chút nào. Tất cả bị điểm em. Yeah.
giác sợ hãi và bất ổn bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của búp bê. Khó khăn, những trò đùa ác ý khiến búp bê hối hận về quyết định của mình. Ali, trả cho bạn nè. À, ok. Mình không có muốn làm giáo viên nữa đâu. Gì vậy bạn? Trong giây phút của sự sợ hãi, búp bê tỉnh lại và nhận ra rằng tất cả chỉ là do tưởng tượng của mình mà thôi. À, thầy, cô. Em xin lỗi vì đã quậy phá. Từ giờ em hứa sẽ không quậy phá nữa đâu. Em xin lỗi. Nhiệt độ bình thường nha. Một lần được làm giáo viên đã giúp cho tay nhận ra giá trị của sự nghiêm túc và tôn trọng đối với ngành giáo dục. Búp bê, đây là cô Harry. Kể từ giờ cô ấy sẽ trở thành mẹ kế của con đó. Mẹ kế hả? Chào con. Búp bê cảm thấy người phụ nữ đi cùng ba rất quen. Dường như búp bê đã gặp ở đâu đó rồi. Cổ là ăn cướp đó mà. Con ăn nói linh tinh cái gì vậy? Ba, con nói thiệt đó. Anh ơi. Sao vậy? À, không có gì đâu cục cưng à. Mình đi thôi. Dạ. Ba, ba. Dù đã cố tình khuyên ngăn ba, nhưng ba Chim lại chẳng nghe lời búp bê gì hết. Đợi lúc trời tối, Harry đã bắt đầu ra tay hành động. Anh yêu. Chim. Anh nghỉ ngơi, uống miếng nước cho khỏe nè. Cảm ơn em nha. Harry đã chuốt thuốc ngủ vào ly nước của Jim rồi bắt Jim trói lại. Việc xấu này của Harry đã bị búp bê vô tình nhìn thấy, nên búp bê đã bị Harry truy đuổi. Tới lẹ, tôi xử lý hai cha con nó rồi. À, Harry đã nhốt búp bê lại ở trong phòng, sau đó chốt chặn ở ngoài để ngăn cho búp bê không thoát ra được. Mở cửa ra. Mở
Trong khi Harry gọi đồng bọn Eric vào để lấy hết đồ đạc của nhà Jim, búp bê cũng đã tìm cách rời khỏi chỗ ẩn nấp, đánh thức ba Jim dậy. Ba biết rồi, gọi trói cho ba. Dạ, nhanh lên ba. Oh, wow. Trong khi hai tên trộm đang ra sức vơ vét của cải, cũng là lúc bọn chúng bị ba Jim và búp bê phát hiện ra. Tên Eric hùng hổ lao về phía của ba Jim, nhưng cuối cùng hắn ta đã bị cán chuỗi quyền của ba Jim quật ngã. Và rồi, số phận của Harry cũng không khác gì đồng bọn của cô ta là mấy. Alo, chào các anh. Tôi vừa bắt được hai tên trộm. Nó vui vẻ ông bạn nha. Búp bê. Dạ. Ba xin lỗi vì đã không tin tưởng con. Đâu có gì đâu ba. Nhà mình không sao là tốt rồi. Hay ghét không? Qua đây ba ôm nó coi. Sẽ có những dụng cụ trải điểm khác nhau. Cái mấy dụ đi. Trái hay phải? Không biết là trong hai chiếc hộp này, chiếc hộp nào sẽ giành được lợi thế hơn ta? Hả?
trái, phải, trái, phải. Ok cô chủ. Ok. Đã nhanh chóng thu thập được những vật dụng tốt nhất. Còn búp bê tuy là nhận được những vật dụng khá là đơn sơ, nhưng cô bé không hề bỏ cuộc mà lại sáng tạo theo cách riêng của mình. Bên phải.
trái sẽ tụt về. Do đã không nhận được đánh giá cao từ vòng thi trước nên đã trở nên ganh tị, quyết định phá hoại búp bê thêm một lần nữa. Mai, mẹ có hộp bút tặng cho con nè. Wow, con cảm ơn mẹ. Cần xỉu luôn á mẹ. Mẹ nghèo, em ma. Niềm vui nhận quà của Mai chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị mẹ Mira phá hỏng. Còn đây là mẹ dâu Mira. Ai, tránh sang một bên coi. Vì gia cảnh của Emma và Mai nghèo khổ nên đã bị hai mẹ con Mira và Henry coi thường. Không có sao đâu con, để mẹ mua hộp khác cho con nha. Dạ. Vào giờ tan học, khi Mai và Henry đang đợi mẹ đón về, vô tình hai bạn đã lọt vào tầm ngắm của tên tiến sĩ Odie và lính đỏ. Hắn ta đặt âm mưu muốn biến hai bạn thành quái vật Huggy. Oh! Hey!
No. Ủa? Ê, cái ông mặc áo đỏ kia, ông làm gì vậy? Ê, hello. Hả? Ê, hello. Nhanh gọn lẹ, Henry và Mai đã bị lính đỏ và Dr. Audie bắt gốc mang đi. Hả? Mất cánh của Mike. Ôi là trời, con già của tôi. Lúc này Mira và Emma đi đón con thì phát hiện Mike và Henry đã mất tích. Đến lúc này hai bà mẹ hốt hoảng vội đi tìm con. Bé cưng giả bộ nhìn thử có thấy Mike đâu không? Quẩn không? Nhìn này nè, thấy thằng nhóc đẹp trai này ở đâu không? Vậy là không thấy hả? Henry! Con trai! Mike! Anh, mở con mắt ra nhìn giùm cái. Thấy nhóc này trỏng không? Nó có trỏng không anh? Trong này chưa đủ cho thay gì mà hỏi con nhóc nào trỏng. Mất bớt là tìm được con chưa? Mai và Henry lúc này đã bị tên tiến sĩ đem vào nhà hoang bắt nhốt lại, chuẩn bị cho thí nghiệm của hắn ta. Ôi, cứu lại! Mike! Ê, bà kia, đợi tôi chơi! Này, hai bà mẹ đang nghe thấy tiếng kêu cứu của con mình, liền xông vào bên trong. Mira đã dùng tiền để mua chuộc tên lính đỏ và Dr. Audie. Không những không cứu được con mà còn bị đánh te tua nữa. Cái gì mà sẽ lẹ sẽ lén vậy? Không có giỡn nha. Nhìn thấy Mike gặp nguy hiểm, Emma liều mạng xông vào đối đầu với tên Dr. Audie. Mẹ Mẹ
tấn công liên tục nhưng không hề bỏ cuộc. Emma cũng dùng hết sức để chống trả lại. Nhờ sự giúp sức của Mira, cuối cùng cũng hạ gục được tên tiến sĩ. Nhưng lúc này Emma cũng không còn chút sức lực gì nữa. Đừng có buồn nữa, cô sẽ thay mẹ chăm sóc cho con. Dạ. Mẹ, mẹ ơi. Dancer nghèo. Ok. Búp bê và Mai đều là những trẻ em nghèo khổ, nhưng họ có ước mơ và sự quyết tâm không giới hạn. Họ đang tham gia một cuộc thi nhảy, nơi họ có thể chứng minh được bản thân mình. Búp bê, búp bê, có sao không em? Gặp dancer giàu. Chị không hiểu luôn á, nghèo mà đi thi làm gì vậy trời. Đối thủ của búp bê Mike là Henry và Susie, đôi bạn giàu có và kiêu ngạo. Henry và Susie thường xuyên tỏ ra vẻ khinh thường đối với búp bê và Mike. Họ cười nhạo và coi thường đối thủ nghèo khổ của mình, nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng chiến thắng trong cuộc thi. Người tiếp theo. Tại bạn nó thấy vô. Tại bạn nó rồi. Tại lơ quá. Tại bạn. Vậy sao nó đi lại. Xin mời thí sinh tiếp theo. Thí sinh số 02. Và thí sinh tiếp theo xin mời thí sinh số 03. Sẵn chưa? Oh.
tuyệt vời, quá xuất sắc. Hay lắm, hay lắm. Hai nhóm thí sinh vào vòng chung kết đó là thí sinh số 02 và thí sinh số 03. Ờ, để rồi coi làm được gì. Mình nhất định phải chiến thắng. Đúng vậy. Đây cái tay phải nè. Đó, chị đi không phải. Lại nè. Đó, thấy chưa? Đó. Đúng rồi. Rồi, đầu tiên là hai chân rộng bằng vai trước đi. Rồi, đưa tay cao lên nè. Đưa tay cao lên. Đúng rồi. Cao lên chút xíu. Đó. À ha. Đúng rồi đó. Chào mừng mọi người đã đến với đêm chung kết Barbie Dance. Và đây sẽ là nhóm thí sinh đầu tiên. Vỗ tay cho Harry và Susie. Mở to con mắt ra mà coi nè. Mở to con mắt ra mà coi nè. Xin chào. Wow, hay lắm các em ơi, tuyệt vời. Cảm ơn thầy. Đi. Sau đây sẽ là phần trình diễn của Mai và Búp Bê. Yeah.
và Mai đã thực sự làm chủ được sân khấu. Họ tỏa sáng với những động tác đẹp mắt và đầy tinh thần. Nhưng Henry và Susie thay vì tôn trọng đối thủ lại tỏ ra tức tối khi nhìn thấy búp bê và Mai nhảy đẹp. Không chấp nhận sự thất bại, họ tìm cách phá hỏng buổi biểu diễn của búp bê và Mai. Búp bê và Mai không để cho sự phá hỏng đó làm họ chùn bước, thậm chí họ tận dụng tình thế để biến nhược điểm thành ưu thế. Ngay sau đây tôi xin được công bố người thắng cuộc, đó chính là Mai và búp bê. Chào mừng các em đến với cuộc thi tài năng nhí. Đây là búp bê học sinh nghèo. Còn đây Susie học sinh giàu. Cô mời thí sinh đầu tiên, John. Hả? Dạ cô. Thí sinh đầu tiên có vẻ không mấy thuận lợi trong phần biểu diễn của mình là mấy. Cô mời thí sinh tiếp theo, Susie. I still need you. Nhận được đánh giá cao từ cô giáo. Yay! Xuất sắc lắm Suzy ơi! Woo! Yay! Wow! Chúc mừng Suzy! Thí sinh tiếp theo, cô mời búp bê. Dạ. Từ trước tới giờ, Susie luôn khinh thường búp bê nghèo nên luôn tỏ ra ganh ghét. Và dĩ nhiên, nghèo thì không thể nào chiến thắng được mình rồi. Nghèo như mày mà cũng đòi thắng tao sao?
Suzy dành cho búp bê chưa bao giờ là vơi cả. Sự kên kiệu của Suzy vẫn giữ nguyên như thế. Và Suzy đều luyện tập chăm chỉ cho buổi thi chung kết sắp tới. Chỉ có thể tạo ra cho mình một bộ trang phục bằng những vật dụng có sẵn. Tuy nhiên, bộ trang phục lại vô cùng ấn tượng. Khác xa so với búp bê, Suzy có hẳn riêng một nhà thiết kế chuẩn bị trang phục thật đẹp đi thi cho mình. Thì Suzy lại phá búp bê như vậy. Suzy! Nè, cậu làm cái gì vậy? Mình xin lỗi rồi mà. Thua keo này thì mình bay keo khác. Búp bê đã nảy ra một sáng kiến mới cho phần thi của mình. À, nó đâu? Biểu diễn khá là thành công và nhận được số điểm khá cao từ cô giáo. Hay lắm Suzy, cô cho em 90 điểm. Đúng là không tự lượng sức mình. Trời ơi Suzy ơi, sao đỉnh quá vậy? Này nha. Tuy Suzy đã có một màn biểu diễn khá là thành công, tuy nhiên người đẳng cấp thực sự tối hôm nay chính là búp bê. Chỉ từ nốt gõ đầu tiên, búp bê đã chiếm được cảm tình từ đông đảo khán giả rồi.
thần cho phần phúc khảo của chương trình So You Think You Can Dance Tonight. Sẵn sàng. Có một thí sinh đầu tiên. Chào em, chào cô. Chào em. Chương trình So You Think You Can Dance đã tạo ra cơ hội cho các bạn học sinh thể hiện được tài năng và sự sáng tạo của mình. Vòng sơ khảo diễn ra vô cùng sôi nổi với sự tham gia của rất nhiều bạn học sinh với nhiều tài năng khác nhau. Thí sinh tiếp theo có mời Suzy. Dạ. Em chào cô. Chào em. Wow, hay lắm nha. Cố chọn. Tiếp theo cô sẽ được mời thí sinh búp bê. Hẹn gặp lại các em tại cuộc thi nha. Dạ. Bài đặt để thi, sao thẳng được mình được. Để ra coi, ai mới là người chiến thắng. Búp bê và Suzy là hai trong số những thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua vòng sơ khảo và chuẩn bị cho đêm chung kết. Trong khi búp bê đầy tự tin và tập trung vào việc nâng cao kỹ năng, Suzy lại nuôi lên tâm trạng ganh ghét và muốn phá hoại đối thủ của mình. Không thể bù lấy chim nữa.
thí sinh Suzy bước lên sân khấu. Mặc dù đã bị Suzy chơi xấu, nhưng thay vì đầu hàng, búp bê đã vô cùng mạnh mẽ. Và bằng sự sáng tạo của mình, búp bê đã tạo ra một bộ trang phục mới vô cùng ấn tượng. Được cả khán giả và ban giám khảo. Búp bê, em được 100 điểm. Yay! Yay! Và người chiến thắng chính là Búp bê. Kiểu này cưng quá à. Má, đẹp thiệt nha. Búp bê và Sarah là một đôi bạn thân. Tình bạn này vẫn đẹp cho tới khi cô giáo thông báo có một người bạn mới xuất hiện. Chào các em, hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới. Ủa, bạn mới chưa có tới hả cô? Marina, ra chào mấy bạn đi em. Thì ra, người bạn mới mà cô giáo nhắc tới là người cá, tên là Marina, vô cùng xinh đẹp. Vừa xuất hiện thì đã làm cho Sarah vô cùng thích thú. Chào các bạn. Ủa? Chỉ là người cá thôi mà, có gì đâu đặc biệt.
gặp sự mê mẩn của Sarah dành cho người cá. Điều này đã khiến cho búp bê có chút ghen tức. Hay, bây giờ em về chỗ ngồi đi ha. Dạ. Marina, cậu ngồi đây với mình nè. Ok. Xin chào. Bạn hỏi giỏi óc hay quá à. Cảm ơn bạn nha. Giảm cướp xa đạp của mình hả? Marina, sao mà cậu đỉnh quá vậy? Đẹp trang nở mũi luôn á. Nhìn thấy Marina và Sarah nhanh chóng trở nên thân thiết, búp bê đã nghĩ ra trò để phá hoại. Với một kế hoạch hoàn hảo như vậy, chắc chắn là Sarah sẽ từ bỏ Marina, quay trở lại chơi với búp bê cho mình coi. Marina ơi, cậu thổi giỏ hay quá, cậu thổi lại được không? À, được. Đâu. Định bụng là phá hoại tình bạn giữa Marina và Sarah, nhưng búp bê đã vô tình làm cho họ càng thân thiết hơn nữa. Sarah, coi mình nha. Ok. Búp bê vẫn luôn lén lút theo dõi Marina và Sarah tìm cơ hội để chơi xấu. Marina đã không ngần ngại, nhanh chóng nhảy xuống hồ để cứu búp bê. Sao bây giờ? Để mình.
Marina. Cảm ơn cậu đã cứu mình nha. Đâu có gì đâu, mình là bạn mà. Thiệt không? Không mất. Đau nha. Vừa lắm nè. Búp bê vô cùng thần tượng siêu anh hùng Spider-Man. Vậy là búp bê đặt ra một ý tưởng thú vị cho anh mình, Mike. Anh Mike, anh làm Spider-Man cho em coi đây. Ok. Một người anh trai luôn chiều em gái, Mai đồng ý tham gia trò chơi của búp bê. Tuy nhiên, sự vụng về của Mai đã khiến cho Mai té ngã và làm hư đồ chơi của búp bê. Búp bê quay ra lạnh lùng và chê trách Mai. Mai cố gắng sửa chữa đồ chơi cho em. Tuy nhiên, trong quá trình sửa chữa đồ chơi, một con nhện đã đến và cắn vào tay của Mai, khiến cho Mai bất ngờ thay đổi. Cái gì vậy trời? Anh Mike, anh biến thành Spider-Man thiệt hả? Anh nè. Anh Mike, ngầu quá à. Anh mà, bây giờ đi chơi ha. Đi liền, đi liền. Đi chơi. Khi Mike biến thành Spider-Man, cậu quyết định đưa búp bê ra ngoài chơi. Hiển nhiên cũng không quên đảm bảo sự an toàn cho em gái mình. Nhưng có một điều gì đó không hoàn toàn bình thường, vì họ đã bị tiến sĩ Ori, một kẻ tàn ác, bắt gặp và theo dõi. Trong đầu của tên tiến sĩ Ori nảy ra một ý tưởng tàn ác, đó chính là biến cả hai anh em thành quái vật nhện. Và việc trước mắt đó là bắt cóc búp bê và Spider-Man cho thí nghiệm của hắn ta. Tao sẽ biến hai anh em tụi mày thành vật thí nghiệm của tao. Tại căn cứ của tiến sĩ Ori, Spider-Man đã tìm đủ mọi cách để thoát ra, chiến đấu với tiến sĩ Ori, cứu lấy em gái mình. Mai trong lúc giằng co quá lại chiến đấu với tên tiến sĩ Ori, vô tình bị dính bằng hóa chất của tên tiến sĩ Ori này, làm cho cánh tay của Spider-Man cũng đã bị thương. Lúc tên tiến sĩ bị hạ gục cũng chính là lúc Spider-Man kiệt sức hoàn toàn. Anh Mai,
giọng tuột. Bây giờ hãy quay số chọn màu sắc nào. Wow, màu hồng. Chúc mừng con. Người tiếp theo, mời con. Ồ, màu đen của con nè. Wow. Và cuộc đối đầu giữa Bắp Đen và Kara chính thức bắt đầu. Hmm.
Sức cạnh tranh gay gắt đã khiến cho hai bạn tìm cách để chơi xỏ nhau. Vâng, không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Và xin mời thí sinh tiếp theo. Quan trọng giáo ơi, phải làm sao đây? Kara, hay là mình nhảy chung đi. Ok. Giữa Sara và búp bê đã giúp cho họ có một phần biểu diễn vô cùng độc đáo và ấn tượng. Và người chiến thắng chính là búp bê và Sara.